Chị tên là gì ạ? Dạ, tên là Nguyễn Ngọc Ly. Vâng. Chị cho biết là cái ruộng nào là bón phân con lười? Giữa hai ruộng này, ruộng nào bón phân con lười, ruộng nào bón phân? Dạ, ruộng bên đây là bón phân con lười. Đây đúng không? Dạ. Bón phân con lười đây. Dạ. Phân con lười. Thế còn cái ruộng bên này là bón phân khác? Bón phân khác. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con là cùng là một mép bờ đây nhưng mà ruộng bón phân con lười là cái ruộng này là sử dụng 3 lần bón. Nhưng mà cây nó rất là cứng, mặc dù là cây nó cao, to, mập. Đây đến thời điểm này chỗ bông rồi. Chúng tôi có thể là vứt bông lúa lên. Dạ. Cái bông lúa là nó rất là dài, to. Đấy, nhưng mà nó không có đổ ngã vì cây nó cứng. Đây chúng ta gạt cái này. Đấy mà nó bật lại này. Thế còn với cái ruộng lúa bên này thì chúng ta nhìn thấy là nó đổ ngã tùm lum à. Đấy là bón. Đổ ôm nhiều quá. Đã ôn. Và bón phân hóa học nhiều thì cây nó yếu, nó mềm. Mà mưa liên tục. Mùa này mưa liên tục thì nó sẽ đổ ngã và như này là thất thu. Năng suất thấp. Năng suất thấp. Còn đây. Đây là cả cái phân con lười ở bên này đây. Thì chúng ta thấy là nó đứng hết, không có đổ ngã. Vâng, xin cảm ơn chị.